Con đâu có đẩy chú mạnh đâu. Tất nhiên là được rồi. Dạ con cảm ơn chú. Đúng rồi, nãy ông đẩy chú còn dúi chú 50 nữa. Ơi, chúc mừng năm mới nha, cô Tư ơi. Con. À, chào cô. Mới sớm quá. Rồi, năm mới chúc cô Tư sức khỏe dồi dào nha. Cảm ơn con nhiều. À, hôm qua chúc Tết thì sẵn tặng cho gia đình cặp dưa chân chó đẹp. Đi ra xe lấy đi. Quý quá quá luôn á. Dạ. Không, xe gì mang theo luôn rồi. Ôi, dưa leo. Dưa leo. Thì dưa leo cũng là dưa mà mang bớt quá. Có thằng Chí rồi. Thôi con nói vậy á, con lì xì con lấy hên để lọc luôn á. Dạ thôi con cảm ơn cô Tư. Dưa leo mấy ngàn trái. Ơi à, khinh thường hai trái dưa leo này nha. Nó mà ăn chung với cơm với lại thịt kho mà mẹ mày nấu là ngon lắm á. No nữa. Dính luôn. Thằng này chắc nó bụng rồi. Thôi cô để cô bé vô á, sửa soạn bếp đúc rồi á, hâm lại đồ thịt kho rồi cả nhà mình dùng cho ngon ha. Vậy quý quá. Dạ, mày vô nha. Vô, mày rồi, vô rồi. Mẹ mày tên ý thiệt kìa. Chưa nhiều chín. Ồ, chín sao? Sáng hả? Tao nói mày nghe. Tao qua nhà ông chín lúc 5 giờ rưỡi sáng mà ông cắt cơm hỏi tao ăn sáng chưa. Ờ, quên không? Xong rồi cái tao nói chưa, cái kia tao giỡn, ông ngồi ông cười không à. Cái tao chúc tới 9 giờ sáng, chúc hết văn luôn, chúc lên tới cái bàn thờ luôn. Ông mới cho tao ăn. Trời ơi, công nhận ổng tinh tế thôi nhưng mà có ăn là được rồi. Ghét, sao mới luốt hai trái dưa leo vậy? À, hai trái dưa leo đó bên nhà ổng chín luôn á hả? Ổng mua chứ. Tiền đâu mua. Bớt quá hả? Bớt. À, thì ra năm nay mày thấy tao phát tài phát lộc, mày mới qua đây mày chúc Tết tao cái gì, lấy hía gì. Nói gì vậy mày? Năm nào tao cũng qua. Đừng có nghĩ là tao mày có tiền tao cũng qua nha. Đúng. Chứ mấy năm trước tao với mày đều nghèo như mày năm nay nè. Mà mày cũng qua chúc Tết mà vậy, đúng không? Ai này có tiền cái chuyện sống ta. Thử ái á. Họ giỡn á. Nhưng mà quan trọng á là bỏ mấy trò hên xui đi. Thôi tao bỏ rồi mày ơi. Không, bỏ đi. Rồi tập trung chí thú làm ăn. Năm sau biết đâu á, mày làm ăn phát tài phát lộc luôn. Đó, có tiền mày trả tao chịu. Thiệt đúng rồi. Mày cũng nên có tiền đâu. Hả? Đầu năm đầu tháng rồi nợ. Thôi, để về đi. Nhân dịp tao phát tài phát lộc, tao ly xì cho mày luôn 1 triệu đó. Ly xì cho tao 1 triệu luôn. Đúng. Hay bạn tốt, bạn tốt. Ê, ê, ê. Mà mày ly xì tao tiền mặt 1 triệu được không? Chứ năm mới mày ly xì tao cái nợ. Được. Ngon, không có được may mắn. À, thì ra mày muốn may mắn. Ừ, muốn may mắn thì có may mắn thôi. Chúng ta cùng chơi liên quân. Mở liên quân ra chơi hả, là tao với mày hả, cỡ nào cũng may mắn hết. Tại vì á, liên quân á, không có lỗ, không có mất mát gì hết. Mỗi lúc mày mở ra, là từ quà lớn đến quà nhỏ thôi à. Bỏ chịu đi đi, nhắc hoài à. Chung chơi liên quân đi. Tại vì á, có liên quân là có may mắn. Vô game đi, vô game đi. Nghe lời tao. Cái này quan trọng tiền bạc quá ta. Ờ, chơi mày. Ây! 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 Đồ cái gì kia triệu dân thần tài S cộng hữu hạn luôn nè. Trời ơi! Chưa hết đâu nè! Mày coi nè! Tao còn mở ra được một đống skin chung sức đốt pháo bật S cộng luôn nè! Ngon của mày! Ây! 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 Vậy là mùng 1 thì không thể nào thiếu liên quân được! Đúng rồi! Rồi anh em mình á, mà không buồn chú gió là năm 2023 á, chỉ có tới thôi! Làm ăn phát đạt liền! Hợp lý! À, tao dặn là ráng sống tốt như tao đi. Là tao mẹ chắc chắn sẽ có may mắn. Sống tốt là có tài, có lộc. cho con tô cơm với thịt kho nha mẹ. Ừ. À, Giang nó nhắc hoài. Lát mẹ đem ra liền. Vô mày. Vô. Vô trận luôn đi chứ nói gì nữa. Một Tết Tiên Quân, sinh quà rước lộc, vô liên quân thôi.